các bạn. Hôm nay mèo béo đi đảo sẽ đi chuẩn bị để mua đồ nấu mì cay và làm trà sữa, và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua thế nào. Bây giờ mình sẽ mua thạch dừa. Thạch dừa để về bỏ vào trà sữa. Về làm tâm hồng tôm khổng lồ để mua mỗi loại khác nhau để bỏ vào để làm mâm hồng tôm khổng lồ. Và bây giờ mình đã mua xong. Tôi mua quả đấy. Đấy em đi, em có một cái bao này. Thank you.
quan trọng gì đâu mà.